thôn xóm thành ấp tất cả dân chúng đều đến gặp vua hoan hỉ kính lễ những loài chim thú ở gần chỗ vua hỗ tương chiêm ngưỡng khởi tâm từ bi đều đến trước nhà vua cung kính lễ lạnh tất cả núi đồi và các cây cỏ đều quay về phía nhà vua kính lễ vũng ao suối giếng và biển hồ thảy đều tràn đầy chảy đến trước nhà vua có mười ngàn long vương, nổi mây đại hương, sớm chớp vang lên, mưa xuống trận mưa nhỏ. Có mười ngàn thiên vương, đó là đao lợi thiên vương, dạ ma thiên vương, đâu xuất đà thiên vương, thiện biến hóa thiên vương, tha hóa tự tại thiên vương, vân vân các thiên vương đó làm thượng thủ. Ở trong hư không, tấu lên các kỹ nhạc, vô số thiên nữ ca ngâm khen ngợi mưa xuống vô số hoa mây vô số hương mây vô số tràng hoa báu mây vô số y báu mây vô số lọng báu mây vô số tràng báu mây vô số phan báu mây để trang nghiêm ở trong hư không cúng dường nhà vua đại quang voi chúa lớn y la bà noa dùng sức tự tại ở trong hư không giải xuống vô số hoa sen báu lớn thòng rủ vô số chuỗi báu, vô số giải lụa báu, vô số man báu, vô số đồ trang nghiêm báu, vô số hoa báu, vô số hương báu, đủ thứ kỳ diệu, dùng để nghiêm sức, vô số thẻ nữ, khen ngợi đủ thứ. Trong cõi diêm phù đề lại có vô lượng trăm ngàn vạn ức các la sát vương, các dạng xoa vương, kêu bàn trà vương, tì xá xà vương hoặc ở trong biển, hoặc ở trên đất, uống máu ăn thịt, tàn hại chúng sinh, đều khởi tâm từ. Nguyện làm lợi ích, rõ biết đời sau, không tạo các điều ác, cung kính chắp tay, đảnh lễ vua đại quang. Như cõi diêm phù đề, ngoài ra ba thiên hạ khác, cho đến ba ngàn đại thiên thế giới, cho đến trong mười phương trăm ngàn vạn ức na do tha thế giới, hết thảy tất cả chúng sinh độc ác, cũng đều như thế bấy giờ vua đại quang từ tam muội dậy bảo thiện tài rằng thiện nam tử ta chỉ biết bồ tát đại từ làm đầu này môn tam muội tùy thuận thế gian như các đại bồ tát làm lọng cao vì tâm tử che khắp các chúng sinh làm tu hành vì hạnh thượng trung hạ đều bình đẳng thực hành làm đại địa vì hay dùng tâm tử nhậm trì tất cả các chúng sinh làm trăng tròn vì phước đức quang minh hiện bình đẳng trong thế gian làm mặt trời Trời sáng, vì dùng trí huệ quang minh chiếu sáng tất cả cảnh biết được, làm đèn sáng vì hay phá các đen tối trong tâm của tất cả chúng sinh, làm thủy thanh châu vì hay lắng trong dơ đục, giả dối trong tâm của tất cả chúng sinh.